Hello, xin chào các ông. Các ông vào đây để tìm clone của YNL, YNDP. Và gần đây thì chúng ta có nghe tới một sản phẩm đến từ những pháp sư Trung Đông, đó là Faka Latafa. Đây, em này, được nói rằng nó là clone của YNL, YNDP. Và mình đã bảo Bờ Lăng là anh gửi cho em đi để em làm review cho các bạn, để các bạn có thể xem rằng có thể thay thế được YNL, YNDP hay không. Thì toàn bộ sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Như các bạn đã biết thì pháp sư Trung Đông chúng ta có rất là nhiều những thương hiệu, từ Amat, từ Arnon cho đến những cái sản phẩm như là Frank Oliver mà mình mới review gần đây. Thì Latafa này cũng là một trong những cái thương hiệu mà anh em recommend rất nhiều, tại vì nó có clone của rất nhiều những chai nước hoa nổi tiếng. Một chút về phần ngoại hình nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Tôi thề luôn, cái ngoại hình này trông nó cứ kiểu đúng Trung Đông vãi. Nó giống kiểu những cái chai nước hoa Dubai, tinh dầu Dubai ấy, ở trên thị trường ấy. Làm kiểu trông nó màu mè, kiểu nó cứ thế nào ấy. Trông nó cứ kiểu ông công thấy nó hơi nữ tính. Tóm lại là về cái ngoại hình này tôi thật là tôi không thích cho lắm. Trông nó không được đúng gu tôi. Vào đến phần mùi hương thì trước tiên YNL, YNDP, các bạn phải xem qua video về em này đã. Còn mình nghĩ là gần như các bạn đều đã ngửi qua ít nhiều mùi hương này. Không ngửi thì xịt, mà không xịt thì lại ngửi của những thằng xung quanh. Tóm lại là với mình, đây YNL, YNDP là một trong những cái mùi đa dụng. Mỗi khi mình được hỏi rằng là anh ơi có mùi nào đa dụng, xài được quanh năm bốn mùa không, thì mình luôn luôn nói các bạn là mua YNL, YNDP đi, đừng suy nghĩ nhiều. Tại vì đấy là một chai nước hoa gọi là đông cũng được mà hè cũng được, nó cũng chả phải tốt nhất. Nhưng mà nếu mà đi hỏi kiểu một chai đa dụng thì có lẽ em này nó gần như là số 1 dễ tìm kiếm ở thị trường. Tất nhiên là fake thì cũng rất nhiều. Mình sẽ tập trung vào cái điểm khác biệt của mùi hương hai chai nước hoa này. Đầu tiên đó là khi mà các bạn xịt cái con Latafa này ra giấy nhá. Đây, hai con, hai shot này. Để đây. Xong rồi đến giấy của YNL, YNDP. Tôi test trên da khá nhiều thì ở trong những cái buổi live stream về TikTok cũng như là ở YouTube thì tôi cũng đã nói qua về hai con này. Thì nếu như các bạn ngửi ở YNL, YNDP, các bạn nhận thấy một cái tông mùi hơi ngọt nhẹ và nó khá là fresh, khá là sáng, tươi mát. Nếu như không muốn nói rằng là nó có thể rất là hợp với mùa hè, đặc biệt ở cái top nốt. Còn với ông này, nó cũng cái vai như vậy, nhưng mà ở cái phần trên da nhá, cái con của nhà Latafa này, nó có một cái điều rằng là khi ngay vừa mới xịt ra, mình ngửi nó không thấy táo bạc hà mấy, mình ngửi nó ra cái mùi kem chuối. Bạn nào mà hay ăn cái kiểu kem Merino mà nó có cái hộp ấy, mà nó ngày xưa nó hay có cái loại Merino chuối, ông nào ngày xưa ăn, thề luôn lúc đầu xịt một phát tôi bỡ ngỡ, tôi tưởng tôi đang cầm một cái cốc kem Merino chuối ngày xưa cơ. Nhưng mà rất là nhanh sau đó thì mùi hương của nó biến mất và nó lên một cái vai mùi. Nó có phần giống với YSL, YDP chắc là khoảng tầm 70%. Nhưng cái này quan trọng này, đó là mùi hương của nó dày hơn. Nó không được tạo cái cảm giác mát. Và nếu như ngửi ở khoảng này, mình có một phần nào đó liên tưởng tới YSL, Y Li Perfume mà mình đã từng review. Các bạn có thể tìm lại xem cái video mà mình review Li Perfume. Tôi thấy là thời gian gần đây Li Perfume cũng khá là hot. Đó. Và hai cái mùi hương này thì các bạn sẽ thấy rằng là YNL, YNDP nó chuyển dần từ một cái tông mùi mát và dần dần nó sẽ ngọt và trở thành một cái mùi ấm. Nhưng mà về cơ bản thì như mình nói, đó là YNL, YNDP thì xài được vào cả mùa hơi nóng một tí, nghĩa là tầm từ 32-33 độ quay đầu nó vẫn xài được. Nhưng với Latafa này thì mùi của nó dày hơn, và càng biến chuyển về sau thì mùi nó khá là dày. Mình thấy cái nét ngọt của đậu tonka cùng với một chút kiểu hơi bột gỗ vani, và cái nét này ấy, nó làm mình thực sự càng ngày càng liên tưởng tới YSL Li Parfum. Nó khá là giống, mùi dày dặn hơn, trưởng thành hơn, già hơn, tối hơn. Và có một cái điều nữa, đó là cái mùi hương của Latafa này thì nó không được mượt mà bằng ấy. Cái sự chuyển biến mùi nó không được mượt mà bằng. Nhưng mà ngửi ở trên giấy nhá,
ngửi ở trên giấy thì các bạn sẽ thấy ông YDP nó sẽ rất là dễ dàng để lựa chọn hơn. Và các bạn có nhớ một cái video mình làm đi so sánh Pre-Elite America và YDP không? Cái lý do vì sao mà YDP thắng là tại vì cái top note của nó rất nịnh mũi. Nhưng mà với cái phiên bản này thì người ta sẽ phải cân nhắc lại khá là nhiều. Cái điều tiếp theo đó là em này ở cái khoảng giữa tầm 2 tiếng ở trên da thì thực sự mùi hương nó không được mượt mà cảm giác có một cái sự gai góc, cảm giác cái nét của gỗ lên hơi nhiều và nó không được xử lý một cách tròn trịa. Nên là đối với mình ấy, thì cái phiên bản này ấy, nó mang cái màu sắc, nghĩa là nếu như các bạn ngửi ngang qua thì các bạn sẽ thấy rằng là nó khá là giống, nó cũng được. Và cảm giác là nó là một cái phiên bản của YDP nhưng mà chúng ta xịt nhiều hơn bình thường. Và khi mà dry down ấy, hai cái mùi hương này thì cái ở cái phiên bản YDP nó vẫn có một cái sự mượt mà và tròn trịa hơn và nó rất nịnh mũi dù ở đầu hay cuối. Còn đối với Latafa này thì cảm giác nó thật là hơi synthetic một tí. Đấy là cái điều mà các bạn cần cân nhắc. Cái điều tiếp theo mình muốn nói tới đó là so con Latafa này với cái phiên bản YDP và YSL Le Parfum thì nó giống phiên bản nào và nó giống khoảng tầm bao nhiêu phần trăm. Thì đối với mình so nó với YSL YDP thì thực sự là nó chỉ được khoảng tầm 60-70% mùi dày hơn. Còn so nó với YSL Le Parfum thì mình thấy rằng là cái mùi hương nó có cái vai giống khoảng tầm 80-85% nhưng nó không được mượt bằng. Đấy là cái điều mà Pháp sư Trung Đông làm, cảm giác nó cứ bị kiểu gai góc, nó kiểu hơi bị cấn cấn ý, ngửi nó không được thật cho lắm. Đấy là cái cảm nhận của mình. Tôi biết rằng là khi mà tôi review nhảy có thể chai này nó sẽ hơi khó bán một tí, nhưng mà với cái sự quan tâm, với cái sự follow, tin tưởng của mọi người thì mình nghĩ là mình nên đưa các bạn một cái nhìn khách quan, không phải cứ clone, cứ rẻ và cứ blăng bán thì sẽ hai lên lợn trời mây, thì không phải. Vậy thì chẳng lẽ Latafa này không có một cái điểm gì tốt sao? Có, đó là về phần giá. Và ở trên thị trường hiện nay thì chúng ta chưa tìm được một cái phiên bản nào thực sự giống với YSL YDP. Mặc dù cái nốt hương kiểu như này chúng ta gặp ở khá nhiều, nhưng để mà có được cái màu sắc và có được một cái độ đa dụng thì các bạn có thể dễ dàng thấy một điều là gần như là không có. Trừ con Dynic thì nó lại bị một cái là bám kém. Nó còn bám kém hơn cả phiên bản này. Mặc dù nó rẻ thì cái việc mà mua nhiều người lại lăn tăn, nhưng cái phiên bản này nó là mùi giống như mình nói lúc ấy là khoảng tầm 70%. Và cái thứ hai là cái độ bám tỏa của nó cũng được cải thiện hơn một xíu so với YSL YDP. Cái mùi hương này trên da mình được khoảng tầm 6 tiếng và tầm 6 tiếng đến 6 tiếng rưỡi, gần 7 tiếng. Tầm đấy các bạn cứ ước lượng khoảng chừng như vậy. Là cái độ tỏa của con này thì nó lại là một cái mùi tỏa không được tốt. Ở trên da mình thì được khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu, nó giống với phiên bản này đó, nhưng mà mùi của nó lại dày hơn, nên là nó sẽ có cảm giác là các bạn sẽ ngửi thấy nó rõ hơn. Và đây cũng là một cái điều mà khiến con Latafa này có thể sẽ được sử dụng, đó là với một cái vai mùi giống YDL YB dày hơn nhưng mà cái độ tỏa nó lại không phải là quá tốt, nên là các bạn vẫn có thể xài được nếu như các bạn đang tìm một cái phiên bản clone của YDL YEDP. Và đặc biệt là có nhiều ông phàn nàn với tôi rằng là anh ơi, tại sao em ngửi YDL YEDP em thấy mùi nó nhạt thế? Thì đấy, cái phiên bản này là sinh ra dành cho các ông thôi, giá rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Từ Pháp sư Trung Đông, có thể là trên da các bạn sẽ tốt, nhưng mà trên da mình chỉ loanh quanh tầm đấy thôi. Nên là cái đấy là một cái điều mình muốn chia sẻ. Vậy thì cái câu hỏi rằng có nên mua cái phiên bản này không, thì một câu trả lời duy nhất đó là về vấn đề tài chính. Đó, nếu như các bạn không có đủ tiền để mua YSL YDP tầm hơn 2 củ thì đây là một cái lựa chọn ổn. Nhưng bạn phải đánh đổi một điều, đó là mùi hương có thể rằng là nó không được đa dụng như là YSL YDP. Mặc dù nó mang cái vibe như vậy, nhưng mà với những cái ngày hè nắng nóng thì ví dụ như kiểu YSL YDP xài được vào những cái dịp có lẽ rằng là tầm 32-33 độ đổ về, nhưng mà con này chỉ loanh quanh khoảng tầm 30-29 độ, nó lại ở dưới 30 độ thôi. Còn tất nhiên là bạn căn về liều lượng xịt cũng như là bạn xịt lên quần áo trước thì nó cũng có thể giải tỏa được cái vấn đề đấy. Tất cả nước hoa nếu như biết cách thì bạn đều có thể xài được dù là mùa đông hay mùa hè. Còn về cái phong cách của em này thì mình nghĩ là giống như em kia, bạn trẻ trung lịch sự, bạn chưa định hình rõ cho mình kiểu cái gu mùi như nào, bạn chỉ đơn giản là cần một cái mùi hương nổi tiếng, được nhiều người khen, nhiều chị em thích, đúng cái vai trẻ, mùi này đi phỏng vấn các chị em trẻ rất là thích.
Đó, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó. Quần âu, sơ mi, ok, quần jean, áo polo có cổ, sơ vin vào, đi giày sneaker, hãy kể cả rằng là các bạn mặc những cái outfit nó kiểu oversize vẫn xài được. YDL, YDP nó rất đa dụng và clone của nó cũng như vậy. Chỉ có một vài điều mình đã nói ở phía trên mà các bạn cần cân nhắc thôi. Và nếu như các bạn đã từng thử qua em này thì hy vọng các bạn cho mình cái cảm nhận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết, có nhiều góc nhìn hơn để có thể đưa ra được cái lựa chọn tốt hơn. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn lại. Bye bye.